ở trong công ty đi, cái cô đồng nghiệp của ngồi á, cô nói chuyện mà cũng khen chồng chồng cổ miết luôn. Tự nhiên cái mình thấy mình nhỏ bé, mình tự ái cái mình quay qua mình chồng ta người ta khen chứ lẽ giờ chồng ta người ta khen chồng ai trời. Em tên là Trần Cao Minh. Tên sao lạ vậy? Hình như không phải tên đăng ký trong chương trình đúng dạ, không? Tên này là nghệ danh của em, nickname của em. Trời, có nghệ danh luôn hả? Ủa như nghệ sĩ vậy? Dạ. Chứ còn tên thật là gì? Tên thật là Trần Hùng Anh. Ủa sao Trần Hùng Anh cũng đẹp mà tại sao phải đổi Trần Cao Minh, có ý nghĩa gì không? Hồi xa xưa là ông nội đặt cho em nhưng mà về sau này mới nhắc lại. Định đặt cái tên đó dạ. Rồi cuối cùng là đặt cái tên kia dạ. Cho nên là mình muốn kỷ niệm mình lấy cái tên ông nội đặt rồi hồi đầu định đặt đó, mém đặt đó dạ. Mình làm cái nickname luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, mà với cái tên đó thì có vẻ thành công hơn. Nó có vẻ vui vẻ hơn, còn kim tên kia thì nó nghiêm nghị quá. Bạn bè trong lớp thì gọi là Hùng Anh. Hùng Anh. Còn ví dụ mà bạn cà phê rồi bên ngoài, ngoài đời này kia đi chơi làm ăn là kêu bằng Minh. Bất động sản này kia thì Cao Minh. Rồi, em nghe rồi ha. Em muốn kêu anh hay là anh muốn kêu Minh gì đó là tùy mình nha. Anh có hai cái tên. Hiện tại mình đang sống ở đâu Minh? Em sống ở Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Năm nay em 43 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh. Giáo viên dạy tiếng Anh. Có một cái nghề nữa là quản lý nhân sự, môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. 43 tuổi hả? Là sinh năm 76 hả? Dạ. Trời ơi sao trẻ dữ vậy. Rồi sẽ mời bạn gái giới thiệu thông tin của mình. Em là Nguyễn Thị Minh, năm nay 38 tuổi, là giáo viên trường tiểu học 46 của Tân Phú. Ở Tân Phú, quê mình ở đâu em? Em quê ở Thanh Hóa, em vào chắc cũng được 20 năm rồi. Ồ, 20 năm luôn rồi, dạ. Hiện tại mình đang sống với ai? Em sống với mẹ và em trai. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì rất là nghiêm túc, biết quan tâm, chia sẻ. Rồi, còn điểm yếu? Điểm yếu thì em cầu toàn, đôi khi hay làm khó mình. Với cái nữa là em nóng tính, đôi lúc thì hay cầm rầm, hay quên. À, hay cầm rầm là hay cầm ràm á hả? À. Cầm ràm ai? Ví dụ như nhiều việc quá là em cứ cầm ràm mình vậy đó. À. Còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Nhớ dài. Đúng rồi, dân kinh doanh mà, phải không? Phải nhớ dài. Nhớ dài. Nhớ dài mà có thù dai không? Có xích mích hay có những xung đột gì đó phải gặp nó cho nó rõ, làm rõ vấn đề xong rồi bỏ. À, chứ không được là cứ ấm ức hoài đúng không? Ấm ức hoài mà một khi mà đã xả được, mà đã coi như là trút được á, phân rõ ai đúng ai sai rồi đó. Rồi mới bỏ. Ok, bỏ qua. Rồi. Ừ. Quản lý công việc, quản lý thời gian nói chung là tốt. Điểm yếu như là hơi tự ái. Tự ái về những cái việc gì? Ví dụ ở trong công ty đi, cái cô đồng nghiệp của ngồi á, cô nói chuyện mà cũng khen chồng cổ miết luôn. Tự nhiên cái mình thấy mình nhỏ bé, mình tự ái cái mình quay qua mình chồng ta người ta khen chứ là... lẽ giờ chồng ta người ta khen chồng ai trời. Trời đất, ví dụ như mà trong công ty có hai anh ba anh mà cổ ngồi cổ khen hai anh kia không mà không khen mình tự ái, còn ta ngồi ta khen chồng ta là đúng rồi. Cơ bản đó là về vật chất, so sánh qua so sánh lại này kia là mình không thích cái kiểu đó. Ta đem mấy cái đó ra ta so sánh thì mình không thích gì ta. Chứ còn mình tự ái làm gì, thí dụ mình cảm thấy mình thua thì mình cố gắng mình phấn đấu trong cái để điều kiện kinh tế mình nó tốt hơn. Còn thật ra mỗi người một hoàn cảnh chứ mắc gì đâu tự ái. Mình rước cái vô bực mình trong người mình làm gì, mình né mình hoặc là mình không chơi thôi. Rồi, còn tình trường của mình sao em? Em thì chưa có tình trường nào chính thức cả. Cái gì? Dạ. 28 tuổi chưa có tình trường nào chính thức? Dạ. Từ hồi đi học luôn tới giờ không để ý ai hết trơn hả? Có chứ, nhưng mà chỉ để ý thôi chứ chưa. Rồi cũng không ai để ý mình, không ai cua mình, không ai làm quen mình luôn hả? Dạ có chứ ạ, nhiều chứ ạ. Nhiều mà tại sao không chọn? Ít nhất phải có mối tình dắt dai cho có biết yêu với người ta chứ. Em cũng muốn lo cho cuộc sống trước. Lo cái gì thì cũng hai mấy tuổi, 30 tuổi thôi chứ 38 tuổi rồi. Mà giờ hỏi thiệt là muốn lấy chồng chưa, muốn có tình yêu chưa? Thì tham gia thì là phải muốn rồi chứ chị. Trời ơi trễ rồi đó, phí tuổi xuân quá. Lấy chồng vô trẻ hơn nữa. Còn mình sao? Tình trường 43 tuổi chắc tình trường nhiều rồi ạ. À. Dạ nói chung thì cũng qua mấy mối tình. Người cuối cùng quen được cũng 2 năm. Đụng cái cô ấy có người quen giới thiệu Việt Kiều rồi cái đi nước ngoài luôn. Trời đất, rồi đi có báo trước gì không? Có chia tay gì không? Hay là lẳng lặng? Lẳng lặng đi luôn. Rồi đi luôn rồi có liên lạc gì về xin lỗi xin phải hay là bà nói tin có, báo tin? Có gửi mail cũng xin lỗi này kia các thứ. Rồi chúc may mắn, chúc anh kiếm được hạnh phúc này kia vậy thôi. Rồi 2 năm nay sao không kiếm mối khác? Nói chung cũng nhiều khi cũng mất lòng tin. Trước đó thì cũng có vài mối tình lúc mà còn đi học á. Mình thương người ta mà nhiều khi mình không có biết là mình thương người ta. Đụng cái người ta đưa thiệp cho mình. Nữa sao ai cũng đưa thiệp chứ là bỏ đi theo chồng hết trơn vậy?
mình tới nhà cô ấy chơi mỗi ngày mà nhiều khi mà mình không biết là mình thương. Mình phải nói người ta mới biết chứ mình im hoài ta đâu biết, tưởng đâu bạn bè chơi với nhau rồi có người hỏi cưới người ta ừ luôn. Ôi hai người bữa nay chán ghê luôn á, một người thì chậm nè, một người mà giờ này cũng chưa có tình trường nữa. Bây giờ cảm thấy mà ổn á, mở ra mà thấy được là mình phải tấn công ào ạt, mình phải làm liền. Lẹ lẹ cưới sớm đẻ sớm chứ còn cha già con mọn là mệt lắm. Đúng không? À bây giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trung thực, chững chạc và biết quan tâm chia sẻ. À, về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Ngoại hình thì em cũng không có đòi hỏi cao, cao hơn em là được. Mình muốn tìm một mẫu người bạn gái và một người vợ tương lai như thế nào? Thích cái tinh thần giống như là diễn viên Ngọc Lan. Còn về ngoại hình nói chung là cũng cao cũng tầm tầm của Cao Minh. Hiền thục, biết cách cư xử, biết kính trọng trên dưới. Bởi vì khi cưới về thì ở nhà Cao Minh ở chung với mẹ với một chị thôi. Chị chưa lập gia đình luôn? Bà chị lớn rồi. Bà chị nói là mày lấy vợ đi, mày đẻ con tao chăm cho. Nói chung căn nhà cũng nho nhỏ ấm cúng. Có gia đình thì sẽ có một cái không gian riêng của mình. Cao Minh cũng có chuẩn bị một cái lô đất ở Gò Vấp á, để sau này thí dụ mình có xây và có ra riêng thì mình ở. Thí dụ muốn ra riêng, có ra riêng được không? Được chứ. Mình muốn có chịu làm dâu không? Em thì cũng dễ sống lắm. Làm dâu cũng được, làm ra riêng càng tốt đúng không? Có điều là em không có giỏi nấu ăn. Tính thì dễ chịu thôi nhưng mà nấu ăn thì không giỏi. Chủ yếu mình muốn làm là được rồi. Còn mình cái khả năng mình tới đó mình làm, còn chuyện ăn ngon ăn dở đó là trời cho mình khả năng. Thật sự ở làm dâu thì nó sướng một cái á, là vợ chồng có đi đâu có công việc gì á thì con cái rồi có ông bà có người nhà lớn giữ giùm thì cũng đỡ. Dạ. À, nhưng mà có cái khó nhiều khi muốn gây lộn hay muốn gì đó cái có người lớn ở nhà không có gây được, không có gây được. Không có gây được. Đó, cổ ở trọng đó có hình không Minh? Đã có. Ba chàng trai này đố em anh ấy là ai? Đó. Rồi trong đó nó có cổ trọng á. Cũng dễ lắm chứ không có lạ đâu. Bởi vì trong hai tấm hình đều có cổ rồi mình so sánh là mình đoán được liền. Nhận ra chưa, nhận ra chưa? Ai, anh nào? 43 tuổi. Em nghĩ chắc người này. Lý do tại sao là đoán người đó? Năng động. Năng động? Dạ, ở đây ạ. Hay rồi, đợi đấy hai giữ đi để coi hồi mở cửa đó tìm ra có phải không? Đâu, ai? Người này. Lý do tại sao đoán người đó? Người này. Tấm này cũng có người này, tấm này cũng có người này. Rồi, mở cửa trái tim. Hay quá, hôm nay ai linh cảm cũng đúng hết trơn hết trọi. Kiểm tra lại coi đúng không nha. Đúng không em? Dạ, đúng. Hay quá ha. Ba chàng trai nhìn vô cái đó đúng liền. Thật ra bên đây là dễ. Tại vì mình nhìn cái hình đây, nhìn qua đây nó trùng hợp với nhau nè. Bên đó khó à nha, bên đây tới 3-4 anh mà đoán được trúng là cũng là có thằng giao cách cảm lắm. Thôi, tặng quà, phải không? Tặng quà trái tim luôn. Anh có một món quà tặng anh. Em cũng có một món quà, đây là cuốn sách Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm. Em hay nghe pháp của thầy, em cũng mong rằng anh hay ghen tị cái gì đó thì anh đọc cái cuốn sách này thì em sẽ... Anh không có ghen tị. Trong tình yêu là anh ghen thôi chứ không có ghen tị. Thì khi mà mình đọc cuốn sách này xong thì có thể cái tính nó sẽ giảm đi từ từ. Cảm ơn em, hiểu về trái tim, hiểu về em nhiều hơn đúng không? Hay lắm đó, rồi mời hai bạn ngồi xuống. Em cũng là đi dạy luôn hả? Dạ. Em dạy ở đâu? Em dạy ở quận Tân Phú á. Mà em dạy môn gì? Lớp 1 là dạy tất cả các môn ạ. Các môn luôn? Dạ. Em ở với ai? Em ở với mẹ. À, vậy là hai mẹ con là thuê nhà trong đây, ở trong đây luôn. Ở Tân Phú luôn. Em ở với mẹ, em trai nữa, nhà riêng. À, vậy là mua căn nhà trong đây là ở trong đây luôn. Dạ. Ủa, vậy là gia đình em là chỉ có em với lại đứa em trai thôi. Dạ, còn em chị gái nữa. Dạ, chị gái em có gia đình rồi, cho nên ở riêng, có nhà cái... riêng. Ngoài việc giảng dạy và học ra rồi, buổi tối em làm cái gì? Em cũng hay đi dạy thêm. Dạy thêm hả? Cũng hay lắm á. Anh dạy tiếng Anh ở trung tâm. Em có làm nghề gì thêm không? Có giải trí gì không? Dạ không ạ.
em chỉ dạy thôi. Thường cuối tuần thì em hay đi chùa. Anh hay đi chùa vào ngày rằm. Anh thường hay đi chùa nào? Chùa Phổ Quang với lại những cái chùa gần nhà anh. Em dùng. Em thích chơi thể thao không? Em ít chơi. Anh thích chơi thể thao. Thì môn gì ạ? Là xe đạp, là chạy bộ nè, tập tạ nè, tập yoga nè, tập cardio, coi như tiêu hao năng lượng này kia đó. Ồ, tập nhiều hả? Đi làm về tập vô tập thì tâm trạng thoải mái. Chắc là em cũng sẽ cố gắng. Ít nhất thì tập sẽ tập một môn ví dụ như yoga. Em nên chơi thể thao nhiều. Tối ngày mình trâu đầu vô mình dạy này kia rồi mình lo kiếm tiền. Rồi không có thời gian mình thư giãn, mình tham gia hoạt động xã hội. Nó sẽ stress lắm. Đúng, đồng ý. Với lại phải đi nhiều mới có cơ hội gặp người này người kia. Mình đi dạy xong đi về không đi đâu hết trơn. Bởi vậy 38 tuổi chưa có mối tình nào đó. Ủa vậy là đi hoạt động xã hội nhiều lắm phải không? Hoạt động xã hội, nói chung là em đi chơi. Hát hò hơi nhiều. Rồi chút xíu nữa cho hát bài mình nghe thử coi sao. Hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Có hỏi gì yêu đương gì chưa? Bây giờ thí dụ được thì chuyện nào em tiến tới hôn nhân được? Lúc nào phù hợp là tiến tới lúc nào cũng được. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Bao nhiêu lâu thì vừa đủ? Em thấy có thể là nhanh. Nhanh là khoảng 3 hoặc 6 tháng được là cưới. Nhanh quá vậy? Rồi rủi như là tìm hiểu chưa kỹ rồi lầm lỡ thì sao? Hát bài trái tim lầm lỡ. Rồi thôi giờ hát bài trái tim lầm lỡ trước đi. Bây giờ hát bài tặng đi, mình đi liên sinh hoạt mà. Đó, nãy mới nói đi tham gia mấy sinh hoạt cộng đồng xã hội nhiều. Vậy em mở cái nhạc cho nó hát cho nó không nhớ lời. Rồi, bài gì? Tình yêu tuyệt vời. Tình yêu tuyệt vời. Hợp lý trong thời điểm này. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh xin bao xung động. Làm con tim anh băn giá, lòng anh trào dâng khát khao. Một đời anh luôn ước sao gặp được người anh ước ao. Và em là người anh đã khát khao chờ mong. Rồi, bây giờ đó hơi là được rồi. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm một vài những cái yêu cầu của chương trình ha. Mình bốc những lá thăm trong này mình thực hiện những yêu cầu để cho mình hiểu nhau hơn, để cho mình gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bốc trước. Cùng nhau tạo dáng cặp đôi để chụp những post hình thật tình cảm. Được không? Được. Rồi mời em qua bên đây. Sao? Của mình là em gì? Em là cùng nhau khiêu vũ một điệu nhảy tình cảm và lãng mạn. Rồi, từng yêu cầu một sẽ được thực hiện. Rồi mời qua đây. Mình thanh niên mà, mình phải nhanh lên. Rồi em gái đứng lên luôn cưng. Trước tiên là bây giờ hai bạn tạo dáng đi, chụp hình với nhau trước rồi nè. Tạo dáng trái tim nè, gì đó cho dễ thương. Mình chụp thì hình bên với kia nhau. Chụp đúng không? Đúng rồi, người ta chụp cho mình nè. Qua đây. Rồi trái tim đi nè, hai bên vòng tay vô đi nè. Đúng rồi. Được chưa? Có hình chưa? Rồi giờ khiêu vũ đi nè. Anh chỉ móc vô. Đúng rồi. Chân phải em bước lên. Chân phải bước lên. Đúng rồi, em bước cho chân anh nè. Đúng rồi. Lắc 2 xuống 1 2. Phải bước lên là 1 1 nhúng 1 2. Rồi chân phải xuống nhúng đó 1 2. Chân trái bước lên nhúng 1 2. Chân phải đó, bước lên đó, đơn giản thôi, bước lên bước xuống vậy đó. Rồi ôm nhau cho tình cảm đi nè. Nhìn chăm chăm vô cái chân quá nè. Rồi quay. Trời ơi quay. Quay qua. Đó, ôm vô. Quay vô. Rồi quay vô. Rồi te nè. Te, đứa trời. Để yên te nè. Rồi, được rồi. Cảm ơn hai bạn.
có te, ta mới biết nhảy, ta chưa biết đi mà ổng còn diều người ta te luôn nữa. Trời ơi, tôi đây còn chưa biết te nữa nè. Cảm nhận sao em gái? Cũng rất là vui đó chị. Rất là vui đúng không? Bởi vậy mày mốt phải rủ cổ đi ra ngoài nhiều nhiều chút xíu nha. Sợ cổ có thời gian kín quá, không có thời gian mà để cho cái bản thân. Có tình yêu rồi là mình sắp xếp với nhau được hết á. Ngày hôm nay là có em trai của bạn gái đi theo nữa. Bây giờ mình sẽ mời em trai vào đây để có vài ý kiến thêm cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay của mình. Cậu ấy có nhận xét như thế nào nha. Chào chị Cảnh Tường. Rồi chào em. Rồi. Em là Phong, em trai của chị Minh. Là có hai chị em thôi đúng không? Hôm nay tới thì chỉ có hai chị em thôi. Hai chị em thôi. Em có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Có gia đình rồi, thấy chưa? Tại sao mà lại để cho chị gái bây giờ này vẫn chưa có ai rước? Mình phải khuyến khích chị đi ra ngoài đường đi chơi đồ nhiều chứ, chị đi làm suốt rồi làm sao có cơ hội? Đó cũng là tâm tư của cả gia đình nha chị Cát Tường. Đó. Bởi vì thực ra là chị gái của em á thì cũng hơi cầu toàn và là cái người của gia đình. Trước đây thì nhà cũng có đôi chút khó khăn và chị ý mong muốn rằng là dành nhiều thời gian cho gia đình. Rồi tới một cái lúc khi mình quay cuồng vào cái công việc á, khi mà nhìn lại á thì lại cảm thấy như là nó hơi phí cái tuổi xuân ha, đúng không? Thì lại cảm thấy như có một chút gì đó nó không có tự ti với bản thân rồi thế nào ấy kia, mà với một cái độ tuổi nào đó thì kiếm một cái đối tượng phù hợp thì nó cũng không có được thuận lợi. Nãy giờ ngồi xem cái cuộc nói chuyện của hai người thì em có một cái cảm xúc như thế nào? Em thấy thì có một cái sự đồng điệu ít nhiều giữa hai anh chị, sự cảm thông hoặc là hiểu nhau ở trong đó. Mong muốn là cái cuộc gặp này thì cũng hai người cũng cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau, bởi vì em thấy anh Cao Minh á là một người hiểu biết và em nghĩ rằng là anh là người biết thông cảm, biết chia sẻ. Cho nên là cũng rất hy vọng được là hai anh chị cho nhau cơ hội. Trước hết là mình sẽ có nhiều một cái mối quan hệ mới. Thứ hai là khi mà mình phát sinh tình cảm thì đó là nó nâng mình một cái bậc cảm xúc khác. Cảm ơn em rất nhiều. Ngày hôm nay chị Tường cũng rất là mong là sẽ mai mối thành công cho cặp đôi này. Chúc mừng em nha. Chị sẽ cố gắng hết sức. Thật ra là ăn thua cũng là cảm xúc của hai người thôi. Dạ, mình rồi. Chỉ là những cái người đưa ra những cái cơ hội và đẩy những cái chất xúc tác vô thêm thôi. Cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Đó là nhận xét của phía gia đình để cho mình thêm một cái nhìn cho nó khách quan thêm nữa ha. Nhưng mà cái chính cũng là hai bạn. Nhưng thật sự thì Tường nói như thế này nè, hồi lúc mình còn trẻ đó, mình gặp ai đó mình có thể có cú sét ái tình, mình rung động nó dễ. Càng sau với lại rồi một người thì chưa bao giờ yêu, rồi một người thì nói chung là cũng thất vọng, cũng cảm thấy mất lòng tin. Thì như vậy hai bạn sẽ khó có cái sự rung động ở cái lần đầu tiên lắm. Nhưng mà mình phải nhìn một cái tổng quan. Nếu mà cảm xúc mình chưa đủ thì mình phải dùng lý trí mình quan sát xem đối phương này có phù hợp hay không. Nếu được thì chúng ta hãy cho nhau một cái cơ hội. Suy nghĩ thật là kỹ. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 3 Hết thời gian, trời ơi. Chuyện tình yêu của người ta mà tôi muốn rớt tim ra ngoài vậy, trời ơi, sao tôi ngồi hộp. Hôm nay coi như sự khởi đầu. Biết đâu có tình yêu 2-3 tháng sau mà gặp lại một cái là mặt mày tươi hơn, mặt đẹp gái lắm nha. Phải có hơi trai vô, tươi liền. Nắm tay nhau đi anh chị. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Dễ thương quá.